Từ lâu những nhà sáng tạo hàng đầu từ kinh đô điện ảnh Hollywood đã rất thích làm những bộ phim về đề tài robot. Cuộc chiến không khoan nhượng giữa những robot thông minh với loài người hay những robot với nhau, dù là như thế nào thì cũng đem lại cho chúng ta những trải nghiệm hình ảnh, âm thanh, giải trí vô cùng mãn nhãn. Và ngay tại video ngày hôm nay cũng sắp diễn ra một cuộc chiến giữa những robot với nhau. Thế nhưng vượt ra khỏi khuôn khổ phim ảnh mà đến với cuộc sống thật, với đại chiến robot. Hút bụi. Bỏ qua mọi tiêu chí về thiết kế cũng như tính năng kèm theo, chúng ta sẽ đánh giá qua việc hút bụi và lau nhà có sạch sẽ hay là không. Qua những cái thử thách là những thứ thường xuyên xuất hiện rất khó chịu trên sàn nhà của chúng ta. Hai đối thủ đã sẵn sàng, còn bạn, bạn đã sẵn sàng đến với cuộc chiến của ngày hôm nay chưa nào? Đối thủ đầu tiên đã sẵn sàng xuất trận đến từ thương hiệu Lichter của Đức, một robot hút bụi gân guốc, mạnh mẽ và khó đọc như chính cái tên của nó vậy. Em robot hút bụi Lichter C30B. Và đây rồi, đối thủ của Lichter C30B đã lộ diện ngày hôm nay. Một robot đến từ thương hiệu mà ai cũng biết là đến từ đâu, Xiaomi Mi Jia Gen 2. Và cùng xem hai robot này đem lại cho chúng ta cuộc chiến đầy mãn nhãn như thế nào nhé. 3, 2, 1, ready, go. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ xem qua giá thành để có cái nhìn khách quan hơn, khi hiện tại giá của mẫu robot hút bụi Lichter C30B đang được giảm giá chỉ còn chưa đến 4 triệu đồng, trong khi phía đấu thủ Xiaomi Gen 2 thì vẫn đang giữ ở mức giá ổn định là hơn 7 triệu đồng ở bảng quốc tế. Chênh lệch như vậy nhưng có vẻ như C30B vẫn rất là tự tin nhỉ. Vâng, và thử thách đầu tiên đó chính là mì gói. Một trong những món ăn quen thuộc với người Việt Nam, đặc biệt là sinh viên và dân văn phòng vào mỗi cuối tháng. Một gói mì vàng ươm, thơm lừng, chỉ nhìn thôi là hương vị của nó đã làm bao nhiêu người say đắm rồi. Và thử thách đầu tiên bắt đầu. Vâng, Lichter C30B đã đi đầu tiên và chạy một mạch đến vạch cuối, kèm theo là những vụn mì đã được hút sạch sau khi robot đi qua. C30B muốn thủy y sức mạnh trắng. Cũng dễ hiểu khi lực hút của C30B tối đa lên đến 3.000 PA, một con số thật sự rất ấn tượng. Bên kia đối thủ có vẻ Mi Jia Gen 2 đang thực hiện chiến lược chậm mà chắc, quét từ vách rồi dần dần đến những điểm tiếp theo một cách tỉ mỉ để không bỏ sót những mảnh vụn nào. Có thể thấy, qua thử thách này, Lichter C30B như một thanh niên với nhiều sức khỏe và hoài bão xông pha lên phía trước bất kể đó là gì. Còn Xiaomi Gen 2 như một người từng trải, đang đi từng bước chắc chắn trên chính cuộc đời của mình. Và cuối cùng thì đã hết 1 phút 30 giây. Và cùng xem kết quả của màn đối đầu đầu tiên như thế nào. Đúng như dự đoán thì cả hai đều hút sạch gần như tuyệt đối những vụn mì trên sàn. Dù bên phần của Lichter C30B vẫn còn một chút vụn trên mặt sàn, số lượng rất là ít. Vì vậy với thử thách đầu tiên này thì cả hai đều xuất sắc vượt qua. Xin chúc mừng Lichter C30B và Xiaomi Gen 2 đã vượt qua thử thách này. Và giờ chúng ta đến ngay với thử thách thứ hai, đó chính là giấy vụn và giữ mẫu xốp nhỏ. Hầu như những gia đình, đặc biệt là những người thường xuyên làm việc tại nhà, thì những mẫu giấy nhỏ như vậy không hiếm gặp trên mặt sàn. Và với kích thước nhỏ cũng như là rất là nhẹ làm chúng ta không khỏi khó khăn vất vả mới có thể quét sạch được. Vì vậy đó sẽ là thử thách không thể tuyệt vời hơn để dành cho hai đấu thủ C30B và Mi Jia Gen 2 của chúng ta. Vẫn như thường lệ thì C30B vẫn luôn xuất phát đầu tiên và gần như hút sạch những mẫu giấy vụn sau lần đầu tiên mà không phải gặp chút khó khăn nào.
Thế nhưng không phải vàng như lần đầu tiên, C30B đã chia khu vực hút ra nhỏ hơn để hút kỹ hơn so với lần hút đầu tiên. Và vẫn phong cách quen thuộc, Siêu Mi Gen 2 vẫn chậm rãi đi đến đâu và hút sạch đến đó một cách rất là quý stock, và gần như cũng đã hút sạch hết những mẫu giấy vụn và xốp nhỏ trên mặt sàn. Và kết quả thì cũng đã có rồi, rất nhanh thôi. Chúng ta cùng kiểm tra kết quả của lượt thứ hai nào. Và dễ thấy được thật sự đây không phải là thử thách khó khăn, khi cả hai robot C30B lẫn Mira Gen 2 không bỏ sót bất kỳ mảnh vụn nào và đều vượt qua một cách hoàn toàn thuyết phục thử thách này. Và thử thách cuối cùng về khả năng hút bụi cũng đã đến. Đặc biệt dành cho những gia đình có trẻ nhỏ thì đây là vấn đề cực kỳ đau đầu, đó chính là vụn bánh hay là bim bim. Không những trẻ em mà ngay cả người lớn của chúng ta cũng rất thích món ăn của tuổi thơ này. Những miếng bánh giòn giòn cay cay làm sai đắm bao nhiêu thế hệ, nhưng những vụn bánh nhỏ trong quá trình ăn đã làm chúng ta rất khó chịu khi quét dọn. Và đây sẽ là thử thách rất khó khăn dành cho hai sản phẩm robot của chúng ta đây. Và kết quả cũng đã ở ngay đây rồi, rất nhanh thôi. Và thật đúng là thử thách khó khăn khi cả hai đều rất vất vả mới hoàn thành thử thách này. Vì những vụn bánh vừa giòn vừa bám rất sát vào mặt sàn, nên để hút sạch được cần phải có sự kết hợp giữa hệ thống hút, chỗ quét chính, chỗ quét phụ và cả thai chứa bụi bên trong nữa. Sau một lượt hút, cả hai đều gần như đã hút sạch những cái mẫu bánh vụn bim bim ở trên mặt sàn. Thế nhưng những mẫu bánh ở những cái góc cạnh nhỏ cũng như là gần đốt sạc còn khá nhiều. Thật sự đây là một thách thức vô cùng lớn, nhưng cũng đã chứng minh được khả năng hút của hai robot này. Và chúng ta đã đi qua 3 thử thách hút bụi khác nhau với độ khó khác nhau. Cơ bản cả hai đều vượt qua thành công, nhưng không thể hoàn thành 100% sau một lượt hút. Dù sao thực tế thì trong nhà của chúng ta cũng không có quá nhiều bụi, mảnh vụn, giấy hay là bánh như vậy. Thế nhưng nhờ vậy chúng ta đã thấy được cả hai đáng tin cậy như thế nào khi có mặt trong căn nhà của chúng ta để thực hiện việc hút bụi rồi, đúng không nào? Và khả năng hút bụi chắc có lẽ là các bạn cũng đã phần nào có cái sự đánh giá của cá nhân mình rồi, đúng không nào? Và thế nhưng đừng quên là cả hai em robot hút bụi Litra C30B và Xiaomi Mira Gen 2 còn có khả năng lau nhà nữa nhé. Và chúng ta cùng xem khả năng lau nhà thực tế của hai sản phẩm này như thế nào qua một thử thách cũng vô cùng khó khăn, đó chính là thử thách với nước ngọt trên mặt sàn. Và 3, 2, 1, thử thách bắt đầu. Và cuối cùng thử thách cũng đã xong. Như chúng ta thấy được, thực tế cái khả năng hút bụi lau nhà không chỉ riêng về hai em robot này mà cả những cái mẫu robot hút bụi trên thị trường khác, về khả năng lau nhà thật sự là không phải là điểm mạnh. Chúng ta dễ dàng thấy được sau một lượt lau đầu tiên thì nước ngọt trên mặt sàn hầu như có thể lau sạch qua, nhưng nếu như nhìn kỹ thì chúng ta vẫn thấy được
những màu đỏ của hóa chất vẫn còn đọng lại ở trên mặt sàn và nước vẫn còn vương vãi ở trên mặt sàn mà khó có thể lau khô được như là chúng ta lau bằng tay. Và cũng dễ hiểu thôi, vì khả năng lau nhà của Litcher C30B và Xiaomi Gen 2 chỉ dừng lại ở mức tương đối và không có gì là hoàn hảo cả, kể cả những cái sản phẩm robot hút bụi khác trên thị trường. Thế nhưng chúng ta cũng có được một cái góc nhìn thực tế về cái khả năng lau nhà của hai em robot này. Và nếu như chúng ta kỹ lưỡng hơn và lau nhà với nhiều lượt hơn thì chắc chắn rằng những cái hiệu quả đem lại cho chúng ta sẽ rất là ấn tượng về khả năng lau nhà đấy nha. Và đây là tất cả những thử thách của ngày hôm nay, những đấu thủ đã thể hiện tốt bản thân. Còn quyết định là ở bạn, hãy lựa chọn những sản phẩm phù hợp để ngôi nhà bạn sạch sẽ hơn mỗi ngày. Và hãy đón chờ những video tiếp theo về những trận đại chiến robot hút bụi tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.